Hello, các bộ Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Rồi, hôm nay là thứ bảy, chúng ta cũng không còn bao nhiêu ngày nữa để chuẩn bị đón một năm mới rồi anh em ơi. Nghe tới đây anh em cũng thấy rất là nôn nao đúng không? Thì hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả quý vị một bộ loa Commodore 3, một trong những bộ loa được đánh giá cao về chất âm cũng như là mẫu mã thiết kế. Thì sản phẩm về trong tình trạng được còn hình thức tương đối gọi là ổn. Đó. Hình thức về cái phần trước thì anh em cũng có thể thấy ha. Liền lạc, nói chung là về cơ bản là hình thức còn đẹp. Đó. Máy móc thì tình trạng khá tốt. Đây là cái giao diện phía trước ha. Sau khi em nói về một số cái điều cơ bản thì em sẽ quay cái mặt sau để giới thiệu đến tất cả quý vị. Hôm nay giới thiệu bộ loa này đến tất cả quý vị anh em đang có nhu cầu tìm kiếm cũng như đang có nhu cầu là tìm cho mình một bộ loa nghe ở trong cái không gian làm việc cũng như là phòng học hay là phòng ngủ. Thì đây là bộ loa nó có cái thiết kế gọn, đẹp và đạt được cái chất âm phải nói là rất là hay, tiếng bass đúng nghĩa theo kiểu như là tiếng súp đó. Thì cái loa này á, là thiết kế dành riêng cho những cái sản phẩm về loa vi tính của Bô. Thì một trong những cái sản phẩm đời đầu tiên về cái dòng mà 2.1 thì nó được thiết kế một quả súp và hai loa vệ tinh như anh em cũng đang thấy ha. Thì đây là cái quả súp nè. Đó, cái quả súp này nó tích hợp một cái quả bát. Cái quả bát này nó có hai cầu. Tại sao gọi là bát hai cầu? Bát hai cầu có nghĩa là một quả bát nó có hai cái đường dây đấu vào. Đó. Thường thường một quả bát nó sẽ có một âm một dương, đúng không? Nhưng cái quả bát này nó có hai vế, có nghĩa là hai dương, hai âm. Đó, nó có là bát hai cầu. Nôm na thì em có thể giải thích theo một cách dân dã dễ hiểu nhất, đó là kiểu như là một quả bát mà nó tích hợp hai quả bát. Đó, kiểu nôm na nó là như vậy. Thì để anh em có thể thấy rằng là cái công suất cũng như là cái hiệu năng, cái chất lượng âm thanh của cái quả súp này, nó cho một cái tiếng bát rất là căng và rất là mềm. Đó, đánh lực mềm căng. Đó, chứ không phải kiểu đánh cái tiếng mà giống như là thùng, kiểu như là tiếng giống như là chúng ta gõ vào một cái gì đó. Đó là một cái ưu điểm mà của cái dòng loa 2.1 mà người ta sản xuất ra, mà nó được đến thời điểm này thì hãng Bô đã khai tử, có nghĩa là người ta không còn sản xuất nữa. Và trong giới audio cũng như tất cả anh em đam mê âm thanh Bô thì đang có nhu cầu, cũng như có những người người ta nghe cái sự giới thiệu cũng như là cảm nhận về chất âm thì người ta đang muốn có nhu cầu là tìm những bộ loa như thế này. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là bộ loa Commodore 3 về trong tình trạng như hồi nãy em đã nói ha, là hình thức vẫn còn đẹp. Còn tính năng thì anh em cũng thấy ha. Đây, em giới thiệu sơ ha. Thì ngoài một cái control, cái control này nó có một cái đây, anh em thấy ha. Em đang để cái ngoài trời, anh em thấy nó đèn màu xanh đúng không? Cái đèn màu xanh này là đang mở ha. Nó cảm ứng chạm vô thì nó thành màu cam thì nó tắt ha. Đó, anh em thấy không? Đó, chạm một cái thì nó thành màu cam, chạm một cái thì nó màu xanh ha. Và cái vòng đen này nó là cái volume ha. Cái volume đó thì xoay ngược lại là nó giảm, mà theo chiều kim đồng hồ thì nó tăng lên. Đó, rồi. Về hình thức thì anh em cũng có thể thấy qua cái clip em đang quay ha, góc cạnh là vẫn còn ok ha. Thì tất nhiên là nó có những cái dấu hiệu của cái năm tháng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới nha anh em. Hàng đã qua sử dụng nhưng vẫn còn trong tình trạng rất là đẹp ha. Nói chung là tình trạng là đẹp, đẹp theo năm tháng vì sản phẩm đã qua sử dụng. Đó. Và con này thì con này là điện 100. Đó anh em nha. Con này điện 100. Và chất âm con này thì chúng ta cũng không cần phải nói thêm nhiều nữa vì hồi nãy em đã mô tả về tiếng súp để anh em cảm nhận ha. Đó là lý do tại sao mà tất cả quý vị và anh em đam mê cái dòng Bô Commodore 3 này. Và một cái điều thứ hai em nói thêm và chia sẻ thêm về cái loa vệ tinh.
nó được tích hợp hai cái loa G-Well nhỏ, tuy rất là nhỏ nha anh em, đó, nhỏ thôi, nhưng cái hiệu năng và cái chất âm của nó phải nói là rất là ok. Đó, sản phẩm thì anh em cũng có thể cảm nhận qua cái clip em quay đăng ha. Đó, thì sản phẩm này em có sẽ chụp hình em post trên Zalo để anh em xem kỹ. Đó, anh em phải vào cái Zalo của em, số điện thoại 090 782 7899. Và em xin nhắc thêm là cái địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, em bán hàng thì cái tiêu chí đầu tiên là cái uy tín, sau đó chúng ta mới nói đến cái món hàng. Đó, thì em bán hàng lúc nào cũng có địa chỉ hết. Còn trước khi đến thì em xin tất cả quý vị và anh em một cái tin nhắn hoặc một cuộc gọi qua Zalo, không có tốn tiền, hoặc là anh em gọi cho em trực tiếp qua số điện thoại 090 782 7899 để em sắp xếp thời gian đón tiếp tất cả quý vị thật chu đáo. Anh em nha. Rồi, chỉ có đôi lời muốn nói như thế để gửi đến tất cả quý vị. Rồi, và bây giờ em sẽ xoay cái phần ngược lại để em giới thiệu phần đằng sau ha. Về cái giao diện đằng trước thì anh em có thể cảm nhận là nó vẫn còn đẹp. Đó, chỉ có phần đằng sau thì nó có một chút xíu về cái vấn đề gọi là tem cò thôi. Cái tem thì nó hơi bị rách. Đó, chỉ có thế thôi. Em vẫn để nguyên, em không có đụng chạm ha. Sản phẩm về nó như thế nào thì em để đúng như thế. Cái quan trọng là sản phẩm là hoạt động tốt, tiếng hay thì em cũng test kỹ trước khi đưa lên kênh. Cái vì cái sản phẩm này là nó cũng có một số nhược điểm thì chút xíu nữa em cũng sẽ chia sẻ tới quý vị nha. Rồi, hai cái loa con thì chúng ta cũng không cần nói nhiều ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị cái phần quả súp thôi. Đó, đây. Cái phần quả súp này nó có một cái điều như thế này em muốn gửi đến tất cả quý vị. Thì cái uy tín á là nó nằm ở cái chỗ là chúng ta nói thật cái sản phẩm. Đó, và khi tất cả quý vị mua thì quý vị đã biết rõ là tình trạng cũng như tất cả mọi vấn đề liên quan đến cái quả súp này nó như thế nào, hay là sản phẩm này nó như thế nào, để anh em không có nói là em lừa gạt hay là em có vấn đề gì giấu giếm. Đó, có sao nói vậy. Và giá cả thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Đó, rồi đây, về tổng thể thì nó là đẹp ha. Chỉ có một điều duy nhất cái phần đằng sau này thôi. Đây, cái phần đằng sau này thì cái quả tem của nó thì nó hơi bị rách. Đó, em còn hiểu là nó rách vì lý do gì thì em không rõ lắm. Đây, quý vị thấy nè, nó rách mất cái tem ở dưới này. Đó, đây quý vị xem ha. Đó, nó rách cái tem. Đó, nó rách cái tem ha. Đây là nó rách cái tem nè. Đó, rồi cái phần trên này ha, nó rách một, nó lủng lỗ hay là những cái ốc này nó bắt như vậy thì em không rõ. Những cái vấn đề ở đây là nó rách cái phần dưới. Đó, anh em nha, để ý chỗ này ha. Còn sản phẩm này hình thức này đây, quý vị thấy nè. Hình thức là như thế này ha. Về góc cạnh thì cái chỗ này, đây, chỗ này thì nó hơi chút xíu như thế này. Thì đó, nó chỉ hơi tí xíu thôi ha, không có bể ha. Đó, nó như thế này thôi, vẫn còn nguyên vẹn. Nói chung là không có tút dặm nha anh em. Về cơ bản là sản phẩm về như thế nào thì em để như thế em bán thôi, chứ em không có tút dặm gì hết. Vì cái loa này á, chất âm nó hay là cái điều quan trọng, mà cái giao diện đằng trước nó rất là đẹp. Đó, còn cái phần bên cạnh thì hàng 5 tháng mà, đó, nó có những cái vết như thế này ha, vết như thế này. Và giá của bộ loa này cũng rất là êm nha. Bộ loa này là tình trạng hát tốt, chất âm hay, và giá rất là êm. Lanh quanh 3 triệu, còn cụ thể anh em phải liên hệ cho em ha. Em có một cái mức giá rất là êm cho anh tất cả quý vị. Và kèm theo đó em có tặng cái dây 3.5. Đây, cái dây 3.5 còn mới tinh tình tình luôn. Đó, cái bộ loa này em sẽ tặng thêm một cái dây 3.5 để quý vị và anh em về kết nối ha. Đó, dây mới luôn. Đó, và cái lỗ 3.5 đây thưa quý vị. Đó, đây ha, cái lỗ 3.5 đây. Thì có hai cách để cắm và kết nối, là cắm ở cái dây, cái lỗ 3.5 ở đây và một cái lỗ 3.5 ở trên cái control. Đó, thì cắm vào cái lỗ tai nghe ha. Ê, cắm vào cái lỗ này ha. Đó, cắm vào cái lỗ này là lỗ đi vào tín hiệu nè. Đó, thường thì người ta sẽ cắm ở đây để cho nó khỏi kiểu như là nó lòng thòng cái sụn dây.
Vì cái control thì chúng ta nên để như thế này thì nó sẽ tiện hơn ha. Đó, tùy cái sản phẩm mà chúng ta cắm cho nó phù hợp. Đó thì ít ai mà ta cắm cái này lắm. Chủ yếu là người ta cắm ở đây ha, cắm ở đây. Rồi. Và hai cái đường này là cái đường cắm loa vệ tinh, hai cái loa nhỏ nhỏ đó đó là chúng ta có cái dây cắm đúng vào đây ha, bên trái. Chúng ta để loa bên trái thì ta cắm vào cái L. Để cái loa bên phải thì chúng ta cắm vào cái lỗ R. Đó anh em nha. Và một cái điều nữa em muốn giới thiệu đến thì đây, cái loa súc này nó chỉ có một cái duy nhất là nó có một cái núm chỉnh tiếng súc, chỉnh lớn nhỏ của tiếng bass thôi. Và tất cả mọi thông số, các tần số thì nó trong cái loa súc này người ta thiết kế đã nó hoàn chỉnh rồi. Chúng ta thích nghe tiếng bass nó nhiều thì chúng ta lên, chúng ta thích nghe tiếng bass nó ít thì chúng ta giảm đi. Thì ở đây chúng ta thấy là có dấu cộng và dấu trừ. Thì thường thường chúng ta để tầm khoảng 10 giờ như thế này là chúng ta nghe vừa ha. Đó, mở lớn cũng được mà mở nhỏ cũng được. Đó, thì nói chung là cái gì cũng vậy. Cái xe mà người ta thiết kế một 100 phân khối thì chúng ta chỉ nên chạy khoảng chừng 60 đến 50 phân khối thì nó sẽ bền ha. Chúng ta chạy ở tốc độ nó bình quân thì cái xe nó bền, thì loa cũng vậy. Chúng ta không mở lớn quá mức cũng như là cái gì nó quá nó sẽ không tốt. Đó anh em nha, cái gì nó quá lên thì nó không tốt. Thì thường thường chúng ta chỉnh làm sao tiếng bass để chúng ta nghe nó phù hợp thì nó sẽ có cái độ bền lâu hơn. Về bộ loa này thì đã test hơn 1 tiếng đồng hồ và tình trạng là hoạt động tốt ha. Hoạt động tốt và nó chỉ hơi ấm ấm ở đây thôi nha anh em. Đó, khi nào anh em mà hát lâu mà anh em mà sờ tay vào mà cảm thấy quá nóng là anh em phải nên cẩn thận ha. Là có nghĩa là cái nguồn điện hoặc là cái công suất chúng ta mở quá lớn trong cái thời gian dài thì cái tuổi thọ của cái máy nó sẽ giảm. Đó, rồi. Sau đây em sẽ đi vào cái chi tiết test âm thanh để gửi đến tất cả quý vị và anh em cảm nhận về chất âm cũng như sự hoạt động hoàn hảo của bộ loa Commodore 3. Đây anh em thấy nè. Đây ha. Bô Commodore 3 Multimedia Speaker System, hệ thống loa Bô Commodore 3. Rồi, sau đây mời tất cả quý vị và anh em đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận một phần nào đó về chất lượng âm thanh cũng như sự hoạt động hoàn hảo của bộ loa. Thì hiện tại em đang quay bộ loa này ở ngoài không gian ngoài trời, cho nên là anh em sẽ nghe rất là nhiều cái tạp âm. Điều đó để chứng minh rằng là cái chất lượng âm thanh để khi chúng ta thâu vào trong cái điện thoại này, khi nghe được đeo tai nghe nha. Bởi vậy em luôn luôn nhắc nhở tất cả quý vị và anh em là phải đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận một phần nào đó. Đó, một phần nào đó có nghĩa là sao? Vì ở đây em không thâu ở trong cái phòng ghi âm mà chúng ta quay ở một cái môi trường loãng, cho nên là chất âm nó chỉ đạt đến một cái mức nào đó thôi, chứ không thể nào như chúng ta nghe những cái bài nhạc trên YouTube được. Đó, tất cả quý vị cũng phải hiểu vấn đề này cho em ha. Rồi, bây giờ quý vị đeo tai nghe và chuẩn bị em quay ngược lại ha. Em cắm dây rồi quay ngược lại. Rồi, quý vị thấy ha, em đã cắm nè. Đó, cái dây loa bên phải nè, cái dây loa bên trái nè, jack 3.5 nè. Và đây là cái dây control ha. Cái control là cái này nè. Đó, để mở nguồn và khiển âm lượng. Còn tiếng bass thì nãy em đã để mặc định rồi ha. Thì cái tầm này mà để ngoài không gian ngoài trời mà em nghe tiếng bass cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Đó, còn khi nghe trong phòng thì chúng ta giảm lên một chút xíu ha. Vì ở ngoài trời mà để mức này mà tiếng bass nó đã căng rồi thì chúng ta nên giảm ở trong phòng thì nó sẽ hay hơn. Cái gì mà nó nhiều tiếng bass quá nghe trong phòng nó kín nữa, cho nên nó sẽ rất là ù ha, rất là kiểu như mệt mỏi cái lỗ tai nghe lâu. Còn nghe ít cũng tùy gu của mỗi người, là có người thì tiếng bass nhiều thì thích, có người tiếng bass vừa phải thì nó sẽ hay. Đó quý vị nha. Rồi đó là cái chia sẻ một chút xíu để quý vị tham khảo. Rồi bây giờ đây cái control đây. Đó, em quay là em cắm rất chi tiết để tất cả quý vị và anh em cảm nhận ha. Đó, về hình thức thì tất cả quý vị cũng thấy ha, loa là chỉnh trong tình trạng là còn đẹp ha, còn đẹp thôi chứ không phải là xuất sắc nha anh em, còn đẹp thôi. Đó, thì giá cũng rất là êm nữa, mà quan trọng là cái chất âm và cái về cơ bản hình thức là còn đẹp. Đó, và máy hoạt động tốt. Đó, cái điều đó là cái quan trọng nhất. Ở cục súc này nó sẽ có cái công tắc nguồn nha anh em, và nhớ là điện 100V. Đó, chúng ta cắm đúng dòng điện thì nó sẽ bền nha anh em. Chưa cắm gì điện.
Nó cắm gì vậy? Quên. Rồi, cắm dây điện rồi, mở nguồn nè, thì để ngoài nắng cho nên không có thấy được. Rồi, mời quý vị nha. Rồi, em quay một đoạn để anh em cảm nhận nha. Bây giờ nó cũng hơi nắng quá đây, rồi, và để ngoài trời nữa. Rồi, mời quý vị nha. Em đập một đoạn lớn lớn xíu để cho quý vị cùng nghe nha. Sau đây em mở cái này cho nó có không khí nha anh em. Nhạc Noel. Thì bây giờ hôm nay là ngày 11 tháng 11 là một cái ngày đặc biệt nha anh em. Ngày và tháng trùng nhau thì cũng không còn nhiều thời gian để chúng ta đón một cái mùa Noel tới. Em xin mở một cái siêu phẩm về nhạc Noel. Rồi anh em chờ xíu em mở nhạc YouTube cho nó có quảng cáo. Rồi, rồi quý vị. Maximum nhưng tiếng không rè, bass căng, tiếng hay. Đó quý vị nhớ nha, khi anh em chúng ta nghe nhạc thì chúng ta phải biết cân chỉnh. Ví dụ như chúng ta mở maximum của cái volume này, đây chứng tỏ một cái điều là cái bộ loa này nó có một cái tính năng rất là hay. Có nghĩa là nó có cái âm lượng thông minh, có nghĩa là khi mở max volume thì cũng tùy cái bài nhạc nữa nha anh em. Nó không có bị rè. Rồi. Clip đến đây xin tạm dừng và kết thúc. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0907827899 và địa chỉ giao dịch của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả quý vị và anh em đã xem clip. Mọi nhu cầu anh em hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0907827899. Hôm nay là ngày cuối tuần, xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị và anh em thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.
Thank you, bye bye.